một người được cho là bạn của thầy Yoga, người bị mẹ cô gái được ghép đôi chê bai trên sóng truyền hình mới đây đã hé lộ về gia thế không phải chạng vừa của chàng trai này. Trên mạng xã hội, trong tập phát sóng mới đây của một chương trình hẹn hò, cặp đôi Kim Oanh 35 tuổi và Hoàng Huy ENC 33 tuổi, giáo viên Yoga đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sự việc không xuất phát từ phía cô gái hay chàng trai mà là từ mẹ của nữ chính. Theo đó, mẹ của Kim Oanh theo con đến tận chương trình và liên tục xen vào, nhận xét chàng trai được xem mắt nhưng lại đầy ý chê bai. Vừa xuất hiện ở nhà hàng, cô đã chia sẻ, tôi đi theo con gái tới đây, mong gặp được chàng rể, nhưng khi vừa bước vô thấy chú này, tôi không chấm được. Chú ấy thấp quá anh Hoàng Nguyễn, cao 1m6, lại còn nhỏ tuổi hơn. Đến Sài Gòn lập nghiệp 15 năm mà chưa ổn định được sự nghiệp thì không ưng được rồi, là quá dở rồi. Mẹ của nữ chính gây xôn xao vì chê thầy tập yoga tơi tả trên sóng truyền hình, giữ thái độ điềm tĩnh suốt buổi phát sóng. Sau khi chương trình được chiếu, Hoàng Nguyễn đã nhận được không ít lời động viên, khen ngợi có cánh cho nhân cách tốt, hiền lành cậu anh chàng. Ngoài việc chia sẻ, không ít người cũng tò mò anh chàng này gia thế làm sao, vì trước đó anh từng chia sẻ mình có thu nhập khoảng 30-45 triệu một tháng. Hoàng Nguyễn, thầy dạy yoga có thu nhập hơn 40 triệu đồng một tháng. Cùng lúc này, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một cư dân mạng xưng là bạn của Hoàng Nguyễn. Người này chia sẻ về gia thế của anh, cho biết thầy Yoga thực ra là con nhà giàu, tiền tiêu ba đời không hết. Người này còn đăng ảnh chụp chung với Hoàng Nguyễn để tăng tính thuyết phục. Tội nghiệp thằng bạn tôi, nhà nó giàu chứ có nghèo đâu. Gia đình thì anh nó làm bên Mỹ, hiền lành, gia giáo. Nó học yoga vì thích nghề đó chứ nhà nó tiêu ba đời không hết tiền. Nhà ba cái ở thị trấn mặt tiền, một cái ở Quy Nhơn, ba mẹ nó buôn bán giày dép có tiếng ở thị trấn. Cư dân mạng xưng là bạn của Hoàng Nguyễn chia sẻ video liên quan những hé lộ gây xôn xao cộng đồng mạng. Hiện tại, chính chủ vẫn chưa lên tiếng gì về tin đồn xoay quanh cuộc sống, gia đình và gia thế của mình. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ask Why.